nhắm vào đồ em không nhá. Cướp 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 vợ, cướp vợ. Cướp. Em đã có chồng chưa? Hả? Chưa, đi, chưa có chồng thì chưa có chồng ăn trái cướp nhá. Cụ giống cụ tóc, cụ tóc tay bác cướp vợ. Đây có cho cướp được không? Hả? Không, không được đâu, không được đâu. Không được à? Cướp cướp đi thôi em ơi, nó yêu em như thế rồi nó thích nó thấy nó thấy xinh, nó thấy thích thì nó mới kéo, chứ có phải người bình thường nó kéo đâu. Thằng cu thóc này nó ở dưới xuôi lên đấy. Bây giờ bắt nó lên xe, 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 lên đi em ơi, nó yêu nó thích nó mới kéo đấy, đến tuổi lấy chồng rồi. Lên, 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 lên. Được rồi, lên đi. Khiếp rồi. Nào, ôm vào đi em ơi, nhanh lên, không mất vợ bây giờ. Không anh cướp bây giờ. Ôi, dừng lại đi. Ok các bạn ơi, vừa rồi thì anh em mình chỉ là đùa thôi các bạn nhá. Ở trên này đúng là một bản Mông, nhưng mà cái phong tục mà cướp vợ nó đã đi vào di văng rồi. Anh em mình tái hiện lại cái lịch sử một chút, ôn lại cái kỷ niệm của các chú, các ông, các bà ngày xưa thôi. Thực ra là cái đoạn vừa rồi là anh em mình ghép thôi nha các bạn nhá. Video mình xin kết thúc tại đây. Nếu thấy hay thì các bạn hãy đăng ký ủng hộ anh em mình nhá. Váng có thấy cảm nhận thế nào khi mà em quay lại cái thời xưa của các cụ đi cướp vợ đấy, thì cái phong tục đấy cảm nhận như nào? Nếu mà bây giờ mà vẫn còn có phong tục đấy thì em chắc là không dám ra đường đâu, tại vì em rất sợ. Bởi rồi. Vì nãy chỉ mình chỉ diễn thôi, nhưng mà đấy. Em đã rất là sợ. Còn đây là cu thóc đây. Xin chào tất cả các bạn nha. Còn đây bạn vụ diễn anh em mình chỉ vui tính của thực tế nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Video chỉ mang tính chất minh họa.